Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay em muốn gửi tới các bác là chiếc máy Pioneer N30AE. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng 30 của hãng, và với con N30AE này thì nó sẽ phù hợp với nhóm khách như thế nào? Ở thực tế thì con N30AE này thì đã hết hàng tại Thanh Tâm tương đối lâu, và cách đây cũng lâu lâu rồi có một anh khách có quan tâm tới con máy này. Và thực tế cái nhu cầu của khách hàng sử dụng con máy này sẽ là nhu cầu như sau. Nhu cầu của khách sử dụng máy này thì chủ yếu là chơi nhạc từ USB ổ cứng và chơi nhạc không dây qua AirPlay hoặc Spotify hoặc là AirPlay hoặc Spotify hoặc là app ở trên điện thoại. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng N30 của Pioneer nó sẽ không được trang bị cái bo mạch digital in với các ngõ vào đồng trục quang học và máy tính. Nó chỉ trang bị cho cái hệ thống này cái khả năng đọc ổ cứng lên tới dung lượng 4T, và cái định dạng ổ cứng nó có thể chơi được tất cả những loại định dạng kể cả NTFS. Cái điểm hay ở N30AE so với phiên bản 30 thường ấy, đó là nó được tích hợp cái khả năng kết nối Wi-Fi. Với khả năng kết nối Wi-Fi này thì nó sẽ đỉnh cao hơn rất nhiều so với N30 trơn. Và cái màn hình hiển thị của N30AE nó cũng được làm lớn hơn, phông chữ to hơn, dễ nhìn hơn. Ngày hôm nay thì bên em sưu tầm được một máy N30AE hàng thùng xốp về hàng. Nói chung con này thì rất là hiếm, hiếm khi về hàng, và hiện tại em đang có một máy. Bác nào quan tâm tới N30AE thì liên hệ ngay. Mức giá của máy là 9 triệu các bác nhé, full thùng xốp. Và các bác nhìn bề ngoài của thùng xốp thì các bác có thể nắm bắt được những công nghệ có trên thiết bị này. Tương thích với iPod, iPhone, iPad, hỗ trợ AirPlay, đọc nhạc DSD chuẩn Hi-Res Audio, tích hợp Wi-Fi, hỗ trợ Spotify, FC Connect, Chromecast, TuneIn, Radico, Onkyo Music. Đó, tất cả những tính năng chơi nhạc không dây đều có trên con máy này. Và một con máy hàng thùng xốp về thì không thể thiếu dây nguồn zin, dây AV Secure và Catalog. Ngoài ra thì có cả điều khiển zin. Đây các bác nhá. Mức giá của máy chỉ 9 triệu thôi. Trước giờ con máy này vẫn mức giá khoảng 9 triệu đến 9 triệu 5, nhưng ngày hôm nay thì hàng đẹp xuất sắc. Thực tế thì con này như vừa mở thùng luôn, cực đẹp luôn các bác nhá. Các bác có thể nhìn hình thức này. Nhiều bác thì mua hàng của Thanh Tâm cứ hỏi là em bán hàng mới à, nhưng thực ra thì cũng không dám nói là hàng mới. Hàng đã qua sử dụng tại Nhật, tại vì cũng đã đều mở thùng xốp hết rồi. Mặt trước phai nhôm, mà các bác nhìn cái thiết kế của con N30AE này thì nó na ná với con N50AE các bác nhá. Nó rất là đẹp. Logo của nó, cái mã của nó đây. Mặt trên này chắc chắn là không có sức răm với cấn cạnh rồi, một con máy đẹp như thế này. Phía sau chúng ta sẽ có năm sản xuất là 2020 các bác nhé, 2020 rất là mới. Đằng sau sẽ có thêm một cái đường cắm USB vào ổ cứng nữa, hai cái đầu sóng Wi-Fi và có một hệ thống ngõ analog out xuống ampli, rất là hay, tuyệt vời. Con này chơi ổ cứng thì chấm hết luôn. Vậy thì các bác đã nắm bắt được nó sẽ phù hợp với cái hoàn cảnh nào chưa? Ví dụ như các bác không chơi nhạc từ TV, không chơi nhạc từ máy tính, không chơi nhạc từ bất kỳ một đường nào mà chỉ quan tâm tới nguồn phát từ ổ cứng thôi, hoặc là từ điện thoại sang, thì với con N30AE này nó đã đáp ứng đủ cho các bác rồi. Và đặc biệt cái khả năng đọc ổ cứng của nó thì trên rất là nhiều những thương hiệu cũng như những con model khác, tại vì nó nuốt được cả những cái định dạng NTFS, một trong những định dạng mà thường DAC nhìn thấy sẽ phải lắc đầu ngay. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đường màu chưa mờ, dần hờn kín nhau để rồi luyến nhớ lôi về lỡ gặp thờ, ngoảnh mặt che mắm lắm mờ. Trả lại cho anh tình thương ngọt, ngày xa nhau nụ cười hiếm hoan, có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh đi cùng đâu. Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm phong quạt đêm qua lùa tay. Thank you.
dần hòn hai hôm dài như một tháng. Một người quay đi, một người nghe nói, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ tôi chậm chờ. Quan tâm tới N30i bản full box có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Mức giá là 9 triệu các bác nhé.